Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Lưu Minh của tôi nha. Thì buổi chiều hôm nay gia đình mình sẽ đi ra ngoài mấy cái bờ để mình kiếm ít gao. Chào bà, cô chú. Chào cả nhà. Ở đây thì có đám gao đắng. Bữa hổm đám bên đó non quá mà nó dịch quần hay gì vậy? Dạ, mình cũng đi dài dài cái đó. Cũng còn mà nhất. Đám gao đắng thì nó cũng mọc lõm lõm mà chứ nó có chỗ đó là nhiều. Mình mất nước cũng nhiều lắm. Xin đằng đó có mấy cọng cái gì nó non. Gao đắng đất mình nó tới mùa nắng không có rồi nè. Còn mùa mưa không có, tới mùa nắng không có. Hình như là vừa mưa xong hay là nắng luôn ta, mùa nắng luôn ta. Chứ nhớ trời, lúc trời nắng là nó lên theo mé hè nhóc kìa. Dạ. Mưa mưa ốc bu vàng lên nè mẹ. Con chào bá luôn. Bữa nào mình có ăn món gì mình đi bắt. Ê mình đi bắt. Chắc đâu có làm gì đâu. Đi bắt đâu. Đâu có làm gì đâu con bắt. Đi bắt đi. Không, điện xuống đó nó sụt con. Vậy đó là chú vẽ lực. Ây da, mà lực luôn á. Dễ gì mà thoát khỏi gì chứ không. Ừ, thấy hả con? Rồi bác con đó làm gì? Theo ý cái này nè. Trời trời trời, món này dữ à. Món này dữ. Món này độc dữ à. Món này không có chuẩn bị. Con xào với này nè. Dù rắc đứng hàng đỡ vậy con. Rồi. Dạ, mấy hôm nay thì ảnh hưởng của mưa bão cả nhà nên ngoài vuông đã ngập hết rồi, thiệt hại lúa là mất trắng luôn rồi. Chắc một phần là do bị quá tải điện, cúp điện á cả nhà, nên không có bơm nước được nữa. Tại gia đình mình xài bằng cái motor, cái máy dầu thì nó hư lâu rồi nên không có sửa lại, cũng ít cúp điện nên không có ngờ được trước. Máy dầu cũng không có mượn được của ai chứ, tại vòng vòng đây ai cũng bơm hết trơn. Rồi giờ là bỏ đại luôn. Rồi xong nắng lại có điện bơm nước ra mình xả lại. Coi như là năm nay mình xả hai vụ luôn. Quá trời, có năm nay sao mà quá trời, năm nay rồi cúp điện. Không có điện nổi luôn. Cúp điện mấy ngày nay không có điện ở thầm sao luôn. Có khu này cấp, khu dưới con cũng có cấp nhưng mà cấp phải vô cấp coi. Cái này đi qua kiểu quá tải chứ người ta xe điện không nổi nha. Hôm giờ hai bữa nay là mưa quá mưa, với có anh trên cái hàng vlog và chơi nên mình cũng ở nhà không có tiếp tục làm những công đoạn của căn chòi được. Còn hôm nay thì cũng ở nhà để coi nước có mưa thêm gì không. Hai bữa nay là cúp điện, tính tới bữa nay nữa là ba hôm rồi, cúp điện ba ngày. Tối ngủ còn giật mình vậy cơ, mở mắt ra tới hù không thấy đẹp mà ngày nào sáng vậy chân. Tiếp tục sẽ đi ra ngoài bờ bên đây để mình kiếm được còn cao gì không. Hình như cũng có mà còn ít nên nó bị tàn. Con đi đặt lờ hồi sớm con thấy nó cũng tàn. Cỏ nó bù quá trời. Trên đây mình được cái không được, không được, không được. Thôi đừng con. Cha chồng. Cỏ này cha cắt mấy bữa rồi, cha mặn mấy bữa cái bờ này cha mặn hoài luôn nè. Mau lên lắm, cỏ này mau lên. Được mời chanh cho tắt gì nữa. Ồ, mấy chỗ này mỗi lần là chiếc trên dì tư nè. Dạ. Nè, chanh cho tắt là gì tốt vậy? Chanh cái chanh giấy á, chanh không hạn. Ôi được, cũng lần ăn được đó bộ. Sao bị lủng miếng nào nó bị quẹo bị hư cái lỗ rồi kìa. Cỏ này là trời nắng mình mần mới được chứ trời mưa mình mần lên đất hết trơn. Ở trong ao này thì có bông súng ma cả nhà. Chanh không hộp. Chanh không hộp. Có trái à nè. Cái chanh không hộp có trái à. Tắc này là cha mới trồng luôn cả nhà, mới trồng hình như biết được năm chưa nữa. Cắt nữa. Ui là chè có trái trong bóng rồi nè. Lựa trái nào già vàng mình cắt. Bữa cha cắt gỗ mà còn nữa, trời bây giờ mình cắt nữa sao. Rồi già già đằng kia nhiều quá là nhiều luôn. Cắt cái trái chín chín
đại để cây nào như cây nấy. Quý là vô cái đây hết biết không? Cái này gặp thì Vĩnh Phúc là ra là bẻ đã. Để cắt từ từ con, chế nào chín dữ mình cắt để vô mình ăn không hết. Ồ cái chùm nè. Mình để ngoài này cái có gì cái mình ra mình hái ăn. Ồ còn mấy cái gì ồ cây đó chứ bự hơn nữa. Là nhiều luôn. Cây này mới nhỏ xíu à. Tắt này thì tắt chiếc. Dạ. Mê quá, mỗi lần mua không trời, mỗi lần mua lần ký ký cái ăn hết chứ mua nữa. Mà mua cái mình ăn nó kiểu như mình hết bất tử cái không có cái bắt đầu kiếm không có. Thằng trong cái thế nè. Dạ. Cái cây này cái mê luôn. Cô đây đặt kìa. Ở đây coi có trái nào. Cái gì con? Có cái khóm đâu, gai đó. Mình tuyển cho giữ là còn, chổng phải không còn là mình cắt mấy trái này được nè. Mà còn thôi mình cắt từ từ. Mình cắt ít ít thôi. Để dành nó mốt mình. Đó ăn này ra. Mình ra mình cắt nữa. Cây nào cũng gì. Quá trời ngon. Mình cứ thèm quá. Đây là mẹ dẫn đi nè để con đụng cái gai khóm rồi đâu. Có cây mây nó ngoại trời cây mây. Thèm cây. Thèm cây mây. Thèm cây mây. Con bơ bớm cây. Dạ ngoài này là cha chồng nguyên một hàng tắc luôn. Này 1 năm 2 năm nữa là trái dữ nữa. Cây bự lên á. Cây như ý là cây nhỏ mà một cây mình bẻ là nếu mà hái hái luôn là gần cả ký á mẹ. Cả ký. Nhiều lắm. Cây này quá trời trái bự luôn. Quá trời mẹ ha mà trời cái này phải gần sát hè mà mình ra mình ngắm đã. Cái mấy cây mấy trái đó ăn được đó nhưng mà mình để lại đi. Mình hái vô để là nhiều quá cũng không có ăn. Chừng nào nắng nắng mình ngâm muối, ngâm tắt muối cũng được mẹ. Có cái trái này bự bằng cầm tay luôn. Trái này mẹ. Ồ cây này trái bự bự không à. Quá bẻ trái bên đây nè. Bẻ trái bên đây quá mẹ. Có cái cây tốt. Chị có luôn. Mình tiễn. Ồ, bên này quá à. Cái hàm quá. Cái trong kẹt trong đây trái bự. Ở trên kìa mẹ. Ở trên chính giữa trái mấy bự. Ồ, dữ nữa nè. Mẹ ơi. Đây nè, đây nè. Đây nè, nghe tay con. Ồ, mẹ ơi, mấy chuyện hồi nãy đụng vô cái cây khóm á. Đó. Đó, giờ mới trồng được mấy cây tắc gì đây. Đó còn mấy cây nữa. Đây nè mẹ, đưa cho con cắt ngươi. Ồ, mấy cây này nặng, mấy cây này cắt luôn được, quá bự rồi. Lát cắt cho dư cho nha. Cầm ngoại về trái nha. Ít trái. Thì hôm qua cha cũng nhấp được hai cá lóc đó nha. Wow. Ê. Quả bữa nay mình bắt ăn sẽ gọng lâu quá nó bị sần hết ngon. Dính lâu ngày quá nó ốm. Dạ. Yeah. Mới nhấp dính hơi chiều hôm qua luôn. Thì hôm qua thì anh Lâm với chị Lo thì xui ngay chân cái lúc mà gió lớn quá cái nhấp nó không ăn, nhấp nguyên một buổi luôn mà không ăn, nhấp gió quá nó đâu có ăn đâu, nó động nó đâu có ăn. Ui. Con cá này là cá cái gì đó, cái này là
cá này nè, ấy ra luôn đi anh hai. Mẹ, gì con? Cái này cái người dẻ gì vậy? Cái này đen nè. Con này bự hơn. Con này hôm qua cân là 1,25 kg nè cả nhà. Còn con kia thì chắc cỡ 800-900 g, con kia nó hơi nhỏ. Cái con này con cá cái, con này cái đẹp thì. Thấy nhìn thấy con này thon. Cá này nó tròn nó mập. Con này tròn đều. Dạ. Rồi, giờ mình làm cá đi. Con mạnh dữ ta. Đặt. Cá lóc thì hôm nay mẹ sẽ thái ra để mình ướp rồi mình nhúng nồi cháo mình ăn nha cả nhà. Mình cho vô hết, chỉ cho đầu với cái phần xương vô để mình nấu cái nước cũng ngọt thôi. Thái mình ăn cũng ngon. Dạ. Nó là dễ. Thái cái mình ướp nhẹ nhẹ mình cái mình nhúng. Miếng mình đứng mình gắp ở ăn đi. Dạ. Dễ nghe nó bấy. Hôm nay thì mình sẽ ăn gạo gang. Gan cho nó đỡ lần. Cái xương mình làm nó súp. Dạ. Giờ quên chào cả nhà, chào cả nhà. Đây hôm nay thì có rau đắng nè, rau má nè, với thịt giá, bún gôm, cộng một ghi với hành để mình nêm. Chào nữa không? Con chào ông bà cô chú không? Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Dính dính nhẹ vậy. Tao uống hết hết nè. Bộ đồ lòng hết hết. Uống quay. Cho con bộ đồ lòng hết cho nè. Ừ. Con hết hết. Ký 250 hay gì đó. Hết ký con bự là ký 250 đó. Gì đó hả? Còn qua con cân qua. Ừ. Còn con nhỏ thì chắc tầm 800-900 g vậy. Cũng như hai con là 1 ký. Ký 2 ký. Dạ. Nói lộn. Hai con 2 ký. Bộ đồng. Hôm trước gió quá là nhấp cá không dính rồi. Hôm trước gửi cá lóc đi mà con thấp thỏm rồi. Sợ một là không tới, hai là lên chảnh cái cá nó vấn đề này kia nó xảy ra nữa mà con ấy đá nhiều rồi. Nhưng không đến nỗi nào, sợ mà nó không tới nó đi lạc rồi này kia. Sáng lại là nhắn chị liền, nhưng chị nói tới rồi là mừng. Cập bến an toàn nha. Mình gửi đồ mình đi là ai mà nghe khen cái mình mừng trong bụng. Dạ. Ai mà ấy cái mình hơi buồn. Dạ. Đồ mình làm. Bởi vì làm gì lúc mình chuẩn bị gửi đi mình làm cho chắc ăn hết. Bụng dán cái thùng gỡ thôi ha, ra mà chắc gỡ ra chắc mệt. Mệt luôn. Dán mấy cái tem nữa là bít hết luôn, nó khỏi sợ bị khui giữa đường luôn. Khui giữa đường là biết liền. Cá nó cũng có trứng à, mới không? Ừ, mới. Mình cho cá vô đắp chín cá, mình canh chín cá, mình gấp cá ra. Hôm nay nhà mình bị cắt điện, cắt điện rồi mà cắt luôn. Tối nay thầm tiếp. Thầm chắc nghe. Đã luôn nè. Dạ. Tới khu. Chạy về cho bia nữa, bữa nay buổi chiều người ta uống bia nữa. Mấy này mưa mấy bữa luôn, không bán được cách nào, nhưng bữa nay bán được thùng hay thùng. Tại bữa nay người ta ăn mừng bớt mưa. Hai bữa nay mưa cái một là giống như mà mưa chừng 1 tháng vậy, nước nó dâng nhiều quá. Bữa nay cũng đỡ lắm nè. Thường thường lúc trước mưa khoảng 2-3 ngày gì đó, mình cái nhà sau mình mới ngập, mà sau bữa đó mưa có buổi tối với ngày sau là bắt đầu là nó ngập cái ngày sau luôn trời. Dạ, mưa kịp. Nước hơi nhiều. Dạ, không kịp cái sông nó ngập luôn á. Cháo có mưa bị ngọt lắm à. Thì nhỏ nhỏ em cũng thấy ăn dưa mà lắm. Gom kho lạc hay gì? Ừ. Kho với tàu hũ rồi cũng được. Nước canh đồ ăn cũng ngon. Kho tương đồ ăn cũng em lắm á. Đúng
nói chung là xào rồi nấu canh gì đó, ăn cũng ngon. Chết cá này, cho hành nè, thì không mềm. Này dao dễ chắc, này có ba loại để ba góc không. Tiêu để ít chút mắm cho thơm. Nè, cho qua Thảo gắt tiêu vô đi Thảo. Cầm một tay đó, để lên đó luôn đi. Nè, con gắt tiêu ít tiêu vô rồi con cầm. Cái này mình tắt bếp mình mà đem lên chỗ mặt ra vô nhà cháo đi. Vừa vừa thôi nghe nhiều quá là hồi con ăn không được đó. Hồi bán là cay 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 cũng dán luôn đó chứ. Chị gấp mấy cái đầu cá lên. Con cũng thích con mấy cá. Mấy cá hả? Mấy cá gỡ không dễ. Gỡ không dễ hả? Ăn dễ chứ gỡ không có dễ. Mưa hai ngày nắng lại được bữa nay mà cũng im im lên nè, gáo gáo. Đi cầu sửng lại là thấy khỏe. Để mưa quá, trình nhạch quá, khó đi. Bộ đồ lòng này ngon à. Cái này con. Oh. Chút nữa gạt cái này nè. Đưa cục cây đỏ cho mẹ. Này Thảo là làm phụ. Chiều nay nấu cháo ăn cho nó ấm ấm màu tử. Ba bữa nay là mình quay thầm không, không có điện. Vậy mà còn làm khó nữa, không cho bắt điện lên nó cúp điện luôn. Chờ nấm gì? Cái nồi cháo đúng mà. Thảo cầm cái đèn hết được cái gì vậy Thảo? Đổ mồi lửa vậy hả? Buông tay rồi. Buông tay quá. Chí cho hành đổ mồi nha. Đi về giao bia rồi con. Mất nhà xong. Đâu rồi đói bụng rồi hả? Hôm nay mình ăn hết nồi cháo được luôn không? Nghe cái mùi hành phi được cái nó thơm, nghe đói bụng luôn. Bữa nay không có cơm ăn cháo. Lâu rồi con không ăn cháo. Nàng mấy chén? Con chưa biết rồi. Thì chén bự hay chén nhỏ hơn. Có bác sĩ bên chị cho nó vui, cho nó không vui. Cho nó mở sáng chứ không vui. Khúc nó nói nực quá, nó đẹp bây giờ còn không có sẽ sáng nữa nè chứ chứ nực à. Chú điện lực cắt điện mình luôn rồi. Chú điện lực cắt điện là gì? Không cho mình xài nữa rồi. Không cho xài á? Ừ, vô duyên hết biết à. Cắt điện luôn. Không đập cái nguồn điện cho hết. Thôi bậy. Thôi, đập cái gì, đập bể tay. Năn nỉ người ta kìa. Năn nỉ thì được, đập trời của chú thơ điện á. Chú giờ điện có đè trời đâu mà đập. Nhà chú thơ điện. Tin đập nhà chú thơ điện. Lại nhà chú thơ điện thì sao? Nhiều chuyện quá. Lại thì lại bằng máy cài á. Nhưng mà lấy lại. Ơi, mình cho cá này vô chứ, gấp cá này cho vô. Con ăn này không? Dạ không. Dạ không ăn. Bữa này không ăn phải không? Dạ. Quá trời bữa nay ngồi ghế nhiều bị vô thơm hết đấy luôn. Rồi.
con thổi cá lóc rất là ngon đó nha. Ngồi ghế nhà chồng à, đừng mà thổi cho con cái đẹp. Cá lóc này nó muốn lên vân chỉ luôn rồi nè cha, chỉ như con cá biển mà lúc mình ăn đó, cá thu cả gì đó, thu gòn trong giác luôn, cá thu gòn, cá bự lên, cá non, cái thịt nó tròn. Dạ, cá mềm xèo. Dữ gì sao, sao mệt. Mệt. Rồi con đua ha. Này dặn nhỏ thêm xí để mẹ hơi dính đứt. Quá im. Gắt miếng tiêu ra nha. Để cho nó nguội con dễ ăn. Bữa nay cái nồi cháo này im mà có cái không có điện. Ăn này chắc chút mắt đi tắm luôn chứ chút ngồi. Kệ chút ngồi khỏe. Chiếc bò hơi còn bác cả nhà dùng cháo. Mời cả nhà dùng cháo luôn. Rồi mời cả nhà dùng cháo luôn. Bác đầy cho bò mẫu, bác cái hoàng đó với gia đình con. Còn lo lại mà con mẹ mà Út dùng cháo. Rồi, rồi xin mời cả nhà dùng cháo cùng nhà gia đình mình luôn. Để mẹ thổi cho con cái. Rồi con mời trước đi rồi mẹ thổi cho con ăn. Rồi nè mời đi. Con mời ở hoàng cô chú dùng cháo với con. Rồi con dùng cháo đi. Ăn thổi từ từ đi con. Gừng của mẹ nó ngon mà tay hết hết coi. Nhổ chỗ ngập nước hả mẹ? Nhổ ngập nước. Giờ ngập mẹ uổng quá mẹ ra tiễn chỗ mấy bụi chỗ mà ngập ngập mẹ nhổ còn mấy chỗ hơi lồi lồi đất mẹ để lại. Nãy mẹ đem đây mấy bụi không? Mấy bụi cho cha nhét đại trong mấy chậu mà. Quá trời tính đâu năm nay có gừng ăn rồi ngập bình nước. Cháo cái trường nha Phúc à. Cháo cái trường vậy. Bên đó chín chưa nha, nãy mình đó bỏ xa cho sao. Mẹ mất cá cho con. Mất cá hả? Giác mẹ xong cái đường gấp nè. Hết cái đường gấp rồi. Ăn từ từ đi, một xíu, xíu gấp. Đây nè, được con gái lồi lên nhanh đó nè. Để từ từ gấp. Mất cá không ta? Cá, giờ cá. Cá, giờ cá, giờ da heo, giờ tỉ heo, giờ bắt heo. Trời ơi, dữ vậy. Con bắt nhiều con lị làm gì? Con có lị không? Con có lị không? Không. Dạ không hả? Nè, không. Không có lị đâu, nói với con lị vậy ta. Sao Thảo ngon ta? Ngon, mùi thơm thơm nữa. Đúng lắm nữa ba. Hành phi, ngò rí, hành lá nữa. Mấy đồ ngon quá con kia nữa. Chút đấy. Ba, cho bóp cho rồi. Ừ, cho ba đấy. Con hút đi rồi ba, mấy người ăn nữa. Quá đi. Cá. Quá trời mấy miếng cá nắm, nhận đây ngon. Bên đây này, nó chưa chín. Dặn chu hiêu đã cho nó ăn. Cá nhúng gì rồi ăn mềm mềm ngon. Dạ, vậy đó là chính rồi đó. Ừ, đây nè, có mắt hay chân chỗ nào thích. Vậy là quên gã. Dạ. Thịt cá lóc thì mình thấy đây là nó cũng mềm dễ chín. Nhúng thì mau chín. Dạ. Có thắng hạn cái mình được vô đắng đây kia hả? Rau đắng đất mình ở đây sao vòng vòng mình đây chưa có hay ta? Lên mấy bụi quan năm lên nhiều. Dạ. Yeah. Chắc đất tốt tốt của nó mới lên ha. Ừ. Không có phèn, còn phèn dở. Dạ. Ba ơi. Con lại quan, con lại ăn đi. Ba nhét cái điện thoại hư có ngoại gì đó. Rồi con lại ăn tiếp cho con, để cho gấp điện tối nè. Anh nhà ba mới gấp con mắt. Mới gấp con mắt đây nè. Ừ. Cũng muốn ăn đồ lòng. Đầu lòng nè. Bữa nay tới đầu lòng nữa. Dai đó nha, ăn không được nha. Dễ được không? Miếng mỡ. Dễ bên cho miếng mỡ. Nha đó đi. Cho nó dễ. Dễ lấy cái kéo gấp. Cái khúc này đầu lòng nè. Lấy kéo gơ ra quắt ngàn rồi đó. Ngon hả? Dạ. Cá béo quá. Con ăn cá con gấp để ra chén trước đi. Ra hay dĩa đi. Để ra mấy miếng đi cho nó nguội nguội chứ nóng quá con ăn không được. Gấp tiêu. Hết cá chưa? Ừ đó gấp gấp cục đó cho nó. Hết cá đi mẹ gấp cá đi. Gấp cục đó cho cầm gà. Này này con bỏ cho. Này quá trời ngon. Con đi qua. Con đi qua, con đi qua. Ngon quá. Đây, đây có miếng mỡ đó con. Dịch tôi phải mỡ lắm. Cái con mắt
Nhờ không được ấy luôn mà không được mập luôn mà phải mỡ. Em mỡ cho con. Cá lóc đồng mà nấu cháo này là đúng sổ sách luôn ha cha. Người ta nấu nguyên con hồi nó thái rồi luôn. Dạ. Nấu nguyên con thì năn cục ra bự bự. Cái này mình thái ra dễ ăn. Cũng ngon mà thái ra. Dạ. Thái ra kiểu như dễ ăn. Đó, miếng mỏng mỏng nhúng vô nó vừa chín, còn khi nấu phải chín để hơi rục. Dạ. Con mở nữa không phải cắt mở. Dạ ăn. Con ăn đồ lòng mà chứ có ăn mỡ đâu. Thì mỡ là đồ lòng. Ủa ăn mỡ mà sao sao không mập ta? Phải ăn mỡ mà không mập. Phải ăn da heo lợn. Đây. Da lợn hả chị Phúc? Dạ. Da lợn là da heo. Da lợn là da heo, giỏi quá ta. Rồi con ăn đi. Con ăn ngoan đi, mau lớn. Con ăn phải 3 tô đó là ngày mai lớn luôn đó. Lớn bị vậy răng à. Con lớn con mới mọc răng á. Lớn răng mới mọc răng. Mọc răng ăn đi mọc răng rồi. Bây giờ rụng răng rồi, tới lớn mới mọc răng rồi. Cá không? Thường ở vòng vòng đất của mình thì kiếm cá dễ nhất là cá phi nè, cá lóc. Cá rô thì từ từ cũng có cũng nhiều rồi, nhưng mà cá rô thì nó kiểu như nó khó bắt hơn. Chị em trời cha thảy câu khoảng nửa tiếng hồ là phải thời 2-3 con. Dạ. Mà trời em mới được nghe trời gió gió là trời gió với kiểu như mưa mưa cái nó khó chứ kiểu như động nước á dạ. Ít chín chắc trò cái màu đỏ đỏ cái đi màu đỏ đỏ màu đỏ đỏ nha củ cải đỏ hả gì hay là cái trong cái này nữa cái trong cái đó đây nè. Cái nào đỏ đỏ ta? Chết màu đỏ. Đây. Năm sau mình thả cá điêu hồng mà trước vô ao rồi vừa vô đầu nước ngọt mình thả ra vuông không cha? Thả ra vuông mình nuôi mình bán luôn. Đỏ đỏ là cái da. Đó con ăn đi, con ăn đi. Giờ thả cũng được. Giờ thả thì sợ nó hơi chậm. Sợ tới nước nước mặn vô cái nó đâu chết đâu. Cá điêu hồng nước mặn đâu chết đâu. Dạ. Yeah. Bình thường. Tôi vuông cái điều hồng gốc luôn. Nó mát. Dạ. Tại nó dính chất mật hay vậy. Dằn lưới dính mấy con cá lai hay vậy đó. Nó hình như nó hơi hồng hồng mà cá phi. Hồi đợt đó em bắt dằn lưới em dính con cá bự, cá điều hồng bự. Ừ. Nó không lai luôn. Gò đắng này mình cho vô cái ăn nó ngọt. Cái vị nó ngọt. Cái hậu nó ngọt lại. Cái hậu nó ngọt lại. Chứ không phải như gạo đắng đất nha. Gạo đắng đất nhưng tuy nó cũng đắng nhưng mà mình ăn vô cái nó có cái hậu hơi ngọt lại một xíu. Này nhúng lẩu ăn cũng ngon nè. Dạ. Lẩu chua rồi nhúng cũng được luôn mà. Ừ. Được. Còn mỡ ăn cũng ngon nữa. Ừ, ngon. Bữa nay đúng là ngủ tối khỏi đôi nón khỏi mang dép. Nghe ra cái đồ nhúng mát không à. Đồ đắng cũng mát, giá cũng mát. Cầu má. Út ăn hết tô chưa? Hết tô. Mất xương hay gì? Tiêu. Tiêu à. Ở đâu nhả đi. Chút xíu cũng cay. Ăn xong nghe tiêu luôn. Ai chín chút chân. Chút chút tảo ăn. Tảo ăn cá không? Mình không có ai nắm. Nắm. Còn cá không? Cho cá ra hết đi cái bắt đầu mình nhiều lắm. Cho cá vô tiêu. Cá nhiều dữ lắm. Đó. Ừ, mình ăn hết đi để tao giả. Dạ. Cá ăn nấm. Xin miếng ngửi kìa. Cái này riêng nó thơm, nó tốt hơn. Ném vô. Em xuống thơm hơn cái mình mua ha. Mua này trồng thì nó già chứ nó không.
Nãy biết gì mua 1 ký núm cho bé Thảo được rồi. Nhăn mặt đây, nóng rồi. Nóng. Cái cắt ra dê còn đỡ nè, cái nguyên núm là nóng dữ nữa. Rồi ăn núm rồi. Lâu dữ lắm ăn núm rồi. Ăn xíu con để tối như cấp điện này tối là cấp sao. Cấp này cực rồi, cực chịu điện rồi đó. Chưa chín đâu. Chưa chín đâu. Chưa chín đâu.